ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris về đình chỉ chiến sự, lập lại hòa bình được ký kết. Trung tướng Trần Văn Trà được Trung ương chỉ định làm trưởng phái đoàn quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong ban liên hiệp quân sự bốn bên ở Sài Gòn. Ngày 1 tháng 2 năm 1973, tại Lộc Ninh, vùng đất mới được giải phóng năm 1972, biểu tượng chiến thắng của ta. Cuộc meeting lớn chào mừng thắng lợi của Hiệp định Paris và tiễn đưa đồng chí Trần Văn Trà cùng phái đoàn quân sự đi Sài Gòn diễn ra trong không khí vô cùng hồ hởi phấn khởi. Khi đến Tân Sơn Nhất, anh đã nói với những người bên kia chiến tuyến: các chiến sĩ giải phóng của chúng tôi đã xả thân chiến đấu và đã chiến thắng. Tôi thực sự hãnh diện được là đại diện cho họ ngay ở Sài Gòn này để đấu tranh thi hành đúng đắn hiệp định mà họ phải đổ bao xương máu mới giành được. Việc mà chọn ảnh làm trưởng đoàn đại biểu quân sự của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một cái chuyện bất ngờ. Nhưng mà ảnh cũng đã nhanh chóng thích ứng với cái nhiệm vụ mới. Mà một nhiệm vụ vừa là tác chiến mà vừa là ngoại giao, để thi hành một số điều khoản quan trọng ở trong Hiệp định Paris về Việt Nam, như là vấn đề trao trả nhân viên quân sự và dân sự các bên, rồi vấn đề ngưng bắn, quan trọng là vấn đề quân đội Mỹ và nước ngoài rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Là trưởng đoàn đại biểu quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, cho nên là mọi cử chỉ và hành động của anh Ba Trà đó là đều được máy quay hình, rồi chụp ảnh, rồi máy ghi âm ghi nhận và được nhanh chóng đưa lên báo chí, đài phát thanh và truyền hình toàn thế giới. Có thể nói là sau 60 ngày làm việc thì cái điều khoản quan trọng trong Hiệp định Paris là trong thời hạn 60 ngày sẽ hoàn thành việc rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam, lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ và các nước khác, kể cả nhân viên quân sự, kỹ thuật và cố vấn cảnh sát. Thì qua đấu tranh của hai phái đoàn Việt Nam thì điều khoản này đã được thực hiện nghiêm chỉnh. Cho nên là vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 27 tháng 3 năm 1973, đại tá không quân Mỹ là Oden là người cuối cùng của quân lực Mỹ rời khỏi miền Nam Việt Nam. Như vậy là anh Ba Trà với tư cách là trưởng đoàn quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, để lại sự kính nể trong hàng ngũ đối phương và sự tin yêu của đồng đội và của nhân dân miền Nam. Từ sào huyệt địch, anh đã trở về vị trí cũ an toàn trong sự chào đón hân hoan của đồng chí đồng đội, mặc cho Mỹ ngụy ở Sài Gòn lồng lộn hò hét. Dù quân viễn chinh đã cuốn cờ về nước không kèn không trống, đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục hà hơi tiếp sức cho đội quân Tây Sai để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược. Trong hai năm 1973-74, anh chỉ huy chỉ đạo các đơn vị và các địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết trừng trị quân địch vi phạm Hiệp định Paris, đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của chúng, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng của ta. Đặc biệt mùa mưa năm 1974, mà về sau khi tổng kết, anh hào hứng nói: là một mùa mưa chưa từng có, chiến trường B-2 quyết vượt qua trở ngại về thời tiết, nỗ lực khẩn trương hành động để tạo ra một thời cơ mới, biến mùa mưa âm u thành bình minh rực rỡ cho một thời kỳ mới. Tháng 7 năm 1974, Bộ Chỉ huy miền chính thức công bố thành lập Quân đoàn 4 và Sư đoàn 3 Bộ binh. Các quân khu cũng thành lập sư đoàn. Đó là sự chuẩn bị tích cực về lực lượng chủ lực để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. Sáng suốt, sắc sảo trong đánh giá so sánh lực lượng địch ta, nhận định tình hình cũng như chủ trương tác chiến, chọn hướng chiến trường,
anh đề xuất giải phóng Đồng Xoài để mở rộng căn cứ miền, mở hành lang nối liền với phía đông Sài Gòn, cô lập tỉnh lỵ Phước Long. Tại Hà Nội, anh được trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương phương án tiến công giải phóng Phước Long. Ngày 6 tháng Giêng năm 1975, Phước Long là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Ngụy quyền phải treo cờ rủ, nhưng phản ứng của cả Mỹ lẫn Ngụy đều rất yếu ớt. Chiến thắng Phước Long có công lớn của anh, giúp Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương có cơ sở để nhanh chóng đi đến quyết định tiến công giải phóng Buôn Mê Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975, mở đầu chiến dịch giải phóng miền Nam. Và bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 này đấy, là cái ngày của chiến dịch giải phóng Sài Gòn đấy. Anh không phải chờ các thứ gì nữa. Thế nên là cụ Trà mới, nói chung là cũng sốt ruột, là cả cái bộ chỉ huy, anh Dũng với anh Thọ trước cánh đã vào đấy rồi mà, đến cho làm. Thì thế ở Xuân Lộc có là một cái sư 18 đủ, ba lữ đoàn và cái lữ thiết giáp trung đoàn pháo binh. Rồi sau nó tăng thêm lữ rù, tăng thêm mật lữ thiết giáp, tăng thêm biệt động quân nữa. Thì thế ở cái Xuân Lộc như thế, cái chủ lực của nó cũng ngót nghét hai sư đoàn. Thế còn phía sau này lên thì lại một lữ đoàn thiết giáp, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến, rồi pháo binh, rồi biệt động quân, rồi các quân ở ngoài kia chạy về, nó thành lập một cái sư nữa để nó điều một trung đoàn của sư năm về đây nữa, để nó hướng lên cái hướng Tràng Bom, Gầu Dây đó, để mà giải vây cho Xuân Lộc. Vì thế nên là cái đêm mùng 9 dạng mùng 10 đó, thì cái hướng đánh vào hành chính, đánh vào khu thị xã đấy, thì chiếm được, diệt được cả trại cố vấn Mỹ này hết thứ. Đấy là sư Vào Nốt đánh. Sư 7 thì đột phá vào cái khu vực phòng thủ của sư 18. Sư đoàn 18 thì không có mở cửa được, xe tăng bị nó bắn trước cái hàng rào. Thế đánh cái lần thứ nhất xong rồi, thế cái thì biết ngay, biết ngay một kiểu này là khó khăn rồi, mà gì thì gì chứ mà anh mà không có thiệt được cái lực lượng của cái sư 18 mà, thì nó vẫn còn chỗ dựa để mà nó cứu viện đến. Thế nên phải bằng cách nào tiêu diệt cách nó. Thế đến lúc đang trong cái tình hình như thế thì ở trên bộ chỉ huy chiến dịch các anh cũng lo, kể cả anh Dũng, anh Thọ, anh Hùng, anh Trà, thì các cụ đã có ý kiến bảo hay là cho quân đoàn nó giãn ra. Thế xong anh Trà bảo bây giờ như thế thì không được, mất cái truyền thống của chủ lực. Mà hai nữa là địch nó có cái thế, vì nó đánh mình như trận này không những nó giữ được mà nó còn có tính chất tâm tinh thần nữa. Mà nếu như thế nó có thể đưa mấy cái sư đoàn thì quân lục chiến vào nữa thì mình cũng còn chày vẩy chứ, phải diệt được nó ngay đâu.